Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm vừa qua, tỉnh Tây Ninh đã không ngừng nỗ lực trên các lĩnh vực, qua đó kinh tế xã hội của tỉnh dần hồi phục và phát triển, có nhiều bước đột phá. 17 trên 17 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt theo nghị quyết. Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự góp sức tuyên truyền thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc trân trọng cảm ơn những đóng góp và đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Tây Ninh trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những hoạt động phong phú hơn về văn thể mỹ để các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo trong và ngoài tỉnh có điều kiện giao lưu về mặt văn hóa, gắn kết hơn nữa trong việc trao đổi thông tin. Đồng thời, tỉnh Tây Ninh sẽ đón nhận những tình cảm sẻ chia hỗ trợ của các cơ quan thông tấn báo chí trong năm 2023. Đại diện các cơ quan báo chí cho rằng, trong thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã có sự đồng hành hỗ trợ cung cấp thông tin rất kịp thời để các cơ quan báo chí có thông tin chính xác để thông tin tuyên truyền. Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao tặng đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh những bó hoa tươi thắm, cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ tuyên truyền cho tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua.